Công đoàn Điện lực Việt Trung Nam kênh audio nhấn xin mạnh kính chào anh em. Em lên sóng giới thiệu anh em một bộ dàn giá rẻ của Hồng Victor. Bộ này tuy rẻ nhưng mà nó lại rất là hay các bác nhé. Và thứ hai là rất là nhỏ gọn, xinh xắn, anh em bày ở chỗ nào cũng được. Đấy. Bộ dàn này thì có thể chơi được FM như em đang test này nhé. FM con này full 108 này. Đấy các bác nhé. Hoặc là chơi đĩa CD nhé. Em test luôn đĩa CD cho các bác anh em này. Đấy. Đĩa CD, CD con này chạy tốt cho các bác nhé. Ok, CD chơi rồi đấy các bác nhé. Bây giờ sẽ test sang cái MD. À không phải, test sang cái chức năng trên điện thoại máy tính. MD ở con này thì nó bị kén đĩa các bác nhé. MD thì ít người chơi rồi. Rồi em chuyển sang test cái chế độ chơi điện thoại máy tính các bác nhé. Thì cái tính năng chơi điện thoại máy tính thì tất cả các con dàn nào thì cũng ok hết. Anh em cắm cho mấy cổng, chứ là cổng in cho em nhé. Nó có ba lỗ giống nhau, anh em chú ý hộ em nhé. Cắm đúng cái cổng in và chúng ta sẽ cắm ở cái điện thoại như này. Hoặc anh chúng ta có thể chơi Bluetooth nếu như anh em mua thêm cục tu Bluetooth nhé các bác nhé. CD là chơi ok này. Em chuyển qua test cái chế độ chơi máy tính nhé, chơi điện thoại nhé. Anh em ấn vào nút like. Đây, nút like này luôn nhé. Là trên nóc của nó có cái nút cảm ứng, em vuốt mỗi lần vuốt tay là một lần đổi màu màn hình các bác nhé. Anh em thích màu gì em vuốt nó đều đổi cả, đều rất là đẹp mắt. Bây giờ thì em sẽ quay hình thức của bộ dàn để cho anh em mình cùng xem luôn nhé. Bộ này bãi về tổng thể thì còn tương đối đẹp các bác nhé. Đấy, tương đối đẹp em quay luôn cho anh em cùng nhìn luôn nhé, quan sát luôn. Loa gần tốt, màng tốt các bác nhé. Ê căng đầy đủ và ê căng cũng còn tương đối là đẹp. Đấy. Bộ này thì nó nhỏ gọn cho nên anh em bày ở cái không gian phòng nhỏ rất là ok. Nhỏ thôi nhưng mà tiếng rất là hay các bác nhé, chứ không phải là nó nhỏ mà giá rẻ mà không hay đâu. Bộ Victor rất nhiều người chơi. FM của cái dòng Victor nó rất là khỏe cho nên anh em về nghe đài rất là tốt luôn. Hoặc làm quà biếu cho ông bà cha mẹ các cụ nghe cái đài rất là thích. Đấy. Đấy. Chỗ này có một cái cấn một tí sức tí để can trong trắng này các bác nhé. Đấy, duy nhất chỗ đấy thôi. Thế còn ngoài ra là các thủ vị trí khác là tương đối là đẹp. Dàn rất nhỏ gọn xinh xắn đấy. Đây nút cảm ứng đây. Mỗi lần anh em vuốt là nó một lần đổi màu nhá. Đấy. Thích đổi một gì vuốt là nó có tự nó đổi màu. Rồi, và đây là phía sau của dàn, phía sau của dàn cũng tương đối ok. Loa nếu vuông vắn hết các bác nhé, đường máy vuông vắn ok. Dây loa các bác đấu đúng màu cho em nhé. Anh em đấu đúng màu trắng và đen và đỏ của em nhé, đúng màu âm dương của em nhé. Đấy, đơn giản đấy thôi, cách đấu nối rất đơn giản và cắm chơi điện thoại các bác cắm thẳng ở chỗ in này thôi là xong. Đấy. Còn chuyển chế độ chơi điện thoại các bác ấn vào nút này, đây nút này, FM cho em trên live này nhé. Còn CD các bác ấn vào đây. Đó. Em đã nói chung là cái dàn này ấy, nó chơi tương đối là nhiều thể loại nhạc được. Đấy, từ các thể remix đến đàn DJ đến các thể loại nhẹ trữ tình đều rất là hay. Tiếng cao sáng, tiếng bass tương đối là lực trong tầm giá. Bass này bass 10 cân cao su các bác nhé. Và dàn này thì có chỉnh bass check nếu như các bác đầu tư thêm nha, một chiếc điều khiển như này các bác nhé. Điều khiển này chỉ giá là 150.000 đồng thì bán kèm dàn em bán là 120.000 đồng thôi. Và bộ này em giao lưu với các bác là 950.000 đồng anh em nhé, 950.000 đồng thôi. Anh em nào mới chơi dàn hàng nội địa thì các bác mua thêm cho em một chiếc đổi nguồn nhé. Một cái đổi nguồn như này để anh em chuyển về điện 100. Đổi nguồn này trị giá là 140.000 đồng. Đấy, còn anh em chưa có dây jack thì mua thêm dây jack cho em. Dây jack như này trị giá là 40.000 đồng các bác nhé. Đấy, còn các bác nào mà thích chơi kiểu Bluetooth thì các bác mua thêm một cục như này. Đây thì anh em mình sẽ chơi Bluetooth nhé. Thì thay vì mà mình cắm vào cái điện thoại như này thì mình sẽ cắm vào đây. Đấy, cắm vào đây thì chúng ta sẽ chơi được Bluetooth các bác nhé. Đấy. Bluetooth là 100.000 đồng. Đấy, các bác nào thích trang trí theo cho dàn cho nó đẹp hơn các bác mua thêm một chân kê nhé. Một chân kê của nó thì là 3.000 đồng một chiếc thôi. Thế còn cái đèn led này thì là 100.000 một thanh, anh em mua để trang trí thêm để bày cho nó đẹp cũng được. 100.000 đồng một thanh em nhé. Đấy thì anh em lấy phụ kiện nhà báo em nhé. Rồi. Em xin cảm ơn tất cả các bác và anh em. Bây giờ thì mời anh em cùng nghe nhạc nhé các bác nhé. Còn yêu tôi nữa không hay là...
hệ với trung gian Audio qua số Zalo này các bác nhé. Các bác chuyển khoản đủ em miễn phí giao hàng cho anh em. Các bác chuyển cọc thì cọc trước 300 các bác nhé. Các đơn chuyển cọc thì bên em không miễn phí giao hàng, anh em lưu ý hộ em nhé. Để em xin cảm ơn tất cả các bác và anh em.